ra ngoài đường đào nó tưởng anh 24 không em. Trời đất ơi, mặt nó không đi massage, nhỏ kia 27 tuổi già anh ta nó khóc. Nó vô nó kêu anh bằng anh mà nó ngượng mày. Mày nhỏ tao chắc, chẳng qua tao làm vụ tao kêu mày bằng anh thôi. Hồi hỏi nhiêu? 34. Láo không tin đúng không? Bây giờ đưa ra chứng minh nhân dân 34 chút free boy nha. Nó chịu luôn mày. Không mấy chút tao ra free boy nhìn mặt tội nghiệp luôn. Mặt đúng buồn luôn. Một phút chơi dạy, ngàn năm hối hận. Nhưng mà hồi ra gửi quản lý, thôi bo cho em nói giỡn chơi cho vui thôi. Làm người ai làm thế. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin chào mọi người. Một lần nữa chúng ta đến với một vùng đất đầy bí hiểm, rộng rãi, hoang vu, cô quạnh. Tập Sa Ma không? Ý nó rộng quá đó. Đây là thánh địa dumbbell. Thánh địa dumbbell với thánh địa tập tự do. Nó tập gì đó tập à? Ba bell đằng kia, bụng đằng này. Còn dumbbell khu này. Còn này crossover là khu này, khu kia chọi banh. Khu này quay tay. Khu kia muốn tập gì tập chóng quá. Vậy thôi, tầng này tầng. Thang máy nhấn số 4. Lên thang máy nhấn số 4 nha các đồng chí. Nhưng mà nhớ, tới ngang quầy lễ tân đóng tiền rồi hãy lên nha. Không, nhớ nha. Cái phê mạnh dữ. Lên luôn nha. Đừng có màn giả quờ. Quên. Đi vô đã đời. À quên. Không có đang quên mang thẻ rồi. Kiểu này dính hoài. Khó nắm. Chúng ta tiếp tục với chủ đề của bài vai ngày hôm nay. Vai hôm nay Duy Nguyễn đã chỉ các bạn gì? Press. Nhưng mà trong vai nó còn có một cái cơ chế khác các bạn cần phải biết để mà chơi, đó là xoay. Tại vì cơ vai là cơ xoắn, nó kỳ kỳ, nó ảo ảo, sao nó không giống cơ bình thường. Cơ vai này với cơ này là cơ xoắn. Con chuột này phải quay nè nha. Thì ở trong bài vai đó, nó có một bài tên là Ignore Press. Bài đó là xoay. Mà Ignore là gì? Các bạn đã từng xem Ignore là một tượng đài thể hình. Và cái câu chuyện Ignore trong thể hình là quá thành công. Ignore đã dùng Hollywood để đưa thể hình đến với cộng đồng thế giới. Và cái gym của Việt Nam nó phát triển được một phần nhờ chúng ta theo dõi những bộ phim của Ignore, Kẻ Hủy Diệt đồ. Mà theo như cá nhân của Duy nhận định rằng Ignore là một nhân vật khá là thành công. Ông ta thành công trong thể hình, ông ta thành công trong điện ảnh. Và ông ta là thống đốc bang Cali. Cái bang Cali đó bạn, Ignore là thống đốc bang. Nhưng mà đời nó lên voi xuống chó là cái chuyện bình thường. Kể cho bạn chuyện ông này xuống chó. Có một tấm hình nổi tiếng trên mạng mà tôi phải tìm được. Đó là Ignore ngủ như homeless vậy. Ignore ngủ như homeless ở ngoài đường luôn. Thốn tới cái độ đó. Từ một vinh danh của tượng đài thể hình với những cái thế đứng thế gồng nó quỳ phổi lắm. Mà Duy không tiện bắt chước. Tại Duy không có thích tập đó. À. Để đời với những bộ phim điện ảnh siêu kinh điển, là một chính trị gia quyền lực. Bạn biết không, thống đốc bang có là giỡn đâu. Nếu mà nói về bang Cali, nếu mà Cali tách ra là một quốc gia, Cali tổng nhà ba chứ không phải Cali kia. Bởi cuộc đời tôi nó giỏi quá, khổ lắm. Tôi đang nói chuyện về game nha, tôi không có đang nói chuyện về chính trị nha mấy bạn. Mấy bạn đừng nghĩ bên Cali là bên cẩm cờ màu gì đó quẹt quẹt là không phải. Cái đó không thể nào đại diện được cho Cali. Cái Cali người ta rộng lắm ông nội. Nếu mà Cali á, tách là một quốc gia đó, thì nền kinh tế của cả cái bang Cali bên nước Mỹ, nó đứng thứ 5 thế giới. Khẳng định đồng chí luôn, nó hơn nước Anh đó. Nguyên cái nước Anh, mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh, mà bây giờ nền kinh tế của Anh thua mẹ nó thằng Cali luôn. Không biết khóc hay cười nữa. Điểm qua nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ. Nền kinh tế thứ 2 là Trung Quốc, kinh tế thứ 3 là Nhật Bản, kinh tế thứ 4 là Đức. Xong tới Pháp, xong tới Cali. Ủa vậy Cali thứ 6 rồi, năm thứ 6 gì quên rồi, mẹ mới nó giữ được rồi. Nó là dân số 40 triệu nha. Ông này làm trùm của bang Cali đó là không phải giỡn đâu. Từng là một tượng đài thể hình. Khi mà ông ta cầm quyền lực trên tay, hàng ngàn hàng vạn công doanh nghiệp nó tới nó bưng vô cho ông này. Nó tới nó vuốt đuôi ông này. Nó nói là sếp, chỉ cần sếp thích thôi, sếp đến khách sạn của em, sếp ngủ giờ nào cũng có một phòng thượng hạng hết.
Rồi tới một bài, tới một ngày nọ ông ngã ngửa ra chiến trường. Ông không còn làm thống đốc bang nữa, ông tới một phát một phòng quản lý nói mày là thằng nào giả. Mày là thằng nào giả, giờ khách sạn đổi chủ rồi con. Nên ông mới cầm cái túi ra đường ông ngủ. Đó. Cầm cái túi ra đường ngủ. Đó là cái cú tát vớ mồm cho cái bọn nó nói, ở Mỹ là cái gì? À, cái gì giàu làm chính trị gì là chính trị là không có quyền lợi gì á. Mấy cái thằng điên. Người ta làm thống đốc bang mà không 3 giờ mày bú thì thôi chứ mày nói chuyện mắc cười quá. Đúng không em? Mấy em hợp lý không? Khi mà ông làm thống đốc bang, cái thằng khách sạn đó đó, nó phải vuốt ở mày chứ. Trời đất ơi, thậm chí cái phòng mà chuyện nhỏ đó mày muốn bao nhiêu đào. Hợp lý không? Nhưng mà khi mà ổng không còn làm thống bang nữa, ngã ngựa cái bụp. Còn cái chuyện body của ổng, tụi bay không có soi. Cái chuyện body nó già theo năm tháng, cái chuyện bình thường. Acno là của ngày xưa, là huyền thoại của ngày xưa nghe. Còn bây giờ ổng già rồi. Nhưng mà ổng là một trong những nhân vật anh Duyên thấy rất thành công. Rất thành công. Và ổng để là một cái bài tập mà bây giờ lấy cái tên của đặt luôn là Acno Press quay tay. Tập gì nè, đẩy lên, xoay thoải mái thôi, xoay tự nhiên thôi, không có công thức cái con khỉ gì cả nha, cứ xoay tự nhiên thôi. Free way là gì? Cái tay để vậy đúng không? Giày free way nè đó, thoải mái đó. Bài này nó đang vậy mấy em vô, không có để vậy thấy không, để vậy nè đó, thấy không, lên nè. Bài này tập vừa thôi, đừng tập nặng, tập xoáy nhiều nhiều để cho nó nhức vai. Kết hợp aerobic mấy em. Tao khởi động tao có quyền mày. Tao đang minh họa bài tập mà. Đưa tay ra nào, nhớ lòng bài tại sao bé không lắc. Anh Di vậy chứ, anh Di còn tin lắm em. 34 tuổi nhưng Di mới 34 tháng. Bởi vì đó là lý do tại sao Di Nguyễn trẻ mãi không già. Ra ngoài đường, đào nó tưởng anh 24 không em. Trời đất ơi, mặt của ông đi massage, nhỏ kia 27 tuổi già, người ta mới khúc. Nó vô nó kêu anh bằng anh mà nó ngượng mày. Mày nhỏ tao chắc, chẳng qua tao làm vụ tao kêu mày bằng anh thôi. Hồi hỏi nhiêu? 34. Láo không tin đúng không? Bây giờ đưa ra chứng minh dân 34 một chút. Free boy nha. Yes. Nó chịu luôn mày. Không có chúng tao ra free boy nhìn mặt tội nghiệp luôn. Mặt đúng buồn luôn. Một phút chơi dại, ngàn năm hối hận. Nhưng mà hồi ra gửi quản lý, thôi bo cho em nói giỡn chơi cho vui thôi. Làm người ai làm thế. Đây nè. Ok. Rồi tiếp tục nha mấy em. Tăng tạ dần lên. Bài này tập đứng cũng được, tập ngồi cũng được. Đó. Nhớ freeway. Freeway. Bài này không tập nặng. Nhớ. Nào tập nặng, anh Di đuổi. Tại vì mày phản đồ quá. Bài này á tập nhẹ hơn so với bài Dumbbell Press. Dumbbell Press là bài này nè ba. Nhắc lại bài cũ nha. Nè, đẩy lên vậy là Dumbbell Press. Ok. Ok, bài này tập nặng nhất. Ok. Hôm nay livestream nói chuyện Việt Kiều nhiều quá nó hơi bị lậm em, thông cảm nha em. Còn Dumbbell Press tập dày. Đẩy lên. Lên đây xoay vậy nè, xoay vậy nó mới vô vai nha. Nhớ, vai trên này vậy nó vô nhiều hơn. Còn giày không vô nhiều, nhớ. Rồi xuống. Xuống để vậy nè. Nó xoay vô. Cho nó cắt cái vai nhiều hơn, đẩy lên. Anh gì mà đàn ông chỉ được làm biến rồi đó, minh họa cho mấy em thôi. Anh thích đứng nè. Nó lên 15kg bên, hoa 12,5kg thôi. Từ từ mà, khoai nó cũng nhừ, vội làm gì. Giờ đổ qua đây. Ô sao bé không lắc, ô sao bé không lắc. Đang quay vlog ngon lành. Ra ngồi ôm điện thoại cái hết mẹ nó 10 phút. Vô đây khô luôn mồ hôi. Cuộc đời tập gym thấy mà sang. Nhớ nha mấy em, thứ tự bài tập này á thì anh nghĩ đó, tốt nhất á tụi em nên tập sau bài press. Có thể là press bằng máy smith, có thể là cái này cái kia, đúng không? Nhưng mà sau bài đó chúng ta bồi bài này xong chúng ta qua bài rise nhớ.
Còn không bỏ về luôn. Hoặc là fresh xong tới rice, hoặc là fresh xong rồi tới acno xong rồi tới rice. Nhớ không được bỏ rice mà cũng không nên bỏ fresh. Hai cái đó là quan trọng nhất. Còn cái này là cái mình vô phòng gym mình tập mình lấy lè em em. Thấy mày quay ghê, mà vô mày quay đi chóng mặt thì chết. Thấy gì quay khoan thai không? Thánh quay tay mà. Hai kiểu tập khác nhau không? Nhớ không? Nè, giày cũng được. Giày cũng được, giày nó full răng. Hấp răng. Hấp răng hãy luôn luôn nha. Nhớ. Hấp răng á thì nó kích thước dai hơn nhưng mà nó hại lưng hơn. Còn full răng á thì nó quyển chuyển hơn, nó thăng bằng tốt hơn. Nên tập á thì tùy á. Khi tập 12 set thì vài set hấp răng, vài set full răng. Thôi lên tạ đi chứ tập như thằng BD vậy ta. Yeah. Lên mẹ nó 20kg rồi tập nghỉ em em. Nani? Đó. Ủa 20kg tập nổi không ta? Thôi lỡ thôi. Thôi cho mẹ nó bao cái cho nó xong nha em. Chứ giờ quay video truyền hình trực tiếp khắp thế giới này nọ kia mình đổi tạ nó nhục lắm. Thôi. Mình lỡ mình chơi hố quá rồi thì phải giờ phải đeo gear mấy em. Cứ an toàn nha. Tánh của anh Duy rất là an toàn. Quốc sống này qua nghỉ nha. Đổi bài khác. Chứ đói bụng quá rồi mấy em. Tối qua kế bên làm cái lẩu dê. Thật sự luôn đó. Đang me ông chủ lẩu dê với dàn nhân viên bên dê. Cái dàn nhân viên bên dê thì chơi gói 3 tháng thôi. Còn riêng ông chủ lẩu dê phải gói 3 năm với hợp đồng BT bèo nhất năm. Mà gọi là thả dây dài mà câu cá lớn mày. Dê kế bên thì giàu bỏ mẹ. Tao không hiểu làm sao mà giàu giả mang bán dê mà giàu lắm em. Cái quán đó tao nói thiệt với mày á. Tới hồi tối á xe nó full luôn. Ở bên này dê ăn được lắm em. Cái quận 12 rất là nổi tiếng về dê. Còn quận 7 dê dở ẹt à. Nhiều khi mình nói thật sự nó không phải nó dở mà nó bằng mấy quận khác. Quận 7 là quán dê rất là đông. Nhưng mà dê không ngon. Quận 12 quán dê đã. Dê hai nghĩa luôn. Vỗ tay. Vô nha em. Anh mệt thấy mẹ anh rồi đó. Lại second again. Quay hai góc của bà. Trời ơi, cho thằng quay phim nó khỏi chạy. Thằng quay phim nó không chạy. Thằng model mà thấy mẹ. Mỏi dai quá. Tập bài này nó mỏi. Mấy cái bài mà Acno Red quay nó mỏi lắm em. Bởi vậy mỏi xong nghỉ luôn. Yes. Chứ không ai mỏi xong đi tập Red. Tập phải nổi rồi. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ video này nha. Share đi. Comment khen cái đi. Like nữa. Nghỉ video này. Và bên kia chỉ bài kia tập cô gái. Con bài này tập cô gái đã lắm. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.